Những sai lầm khi ăn tôm cần tuyệt đối tránh. Thưa quý vị, tôm là thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với một số trường hợp, không phải lúc nào ăn tôm cũng tốt. Nhiều trường hợp sai lầm khi ăn tôm đã vô tình gây hại cho sức khỏe, thậm chí có trường hợp đã tử vong do ăn tôm sai cách. Dưới đây là những điều tối kỵ khi ăn tôm bạn cần tránh. Không ăn cùng rau, củ, quả giàu vitamin C. Tôm không nên nấu chung với các loại rau, củ giàu vitamin C hoặc không ăn các loại quả giàu vitamin C ngay sau khi ăn tôm vì vitamin C có thể kết hợp với độc tố có sẵn trong vỏ tôm gây ngộ độc nghiêm trọng. Cụ thể, một trường hợp ở Đài Loan chết đột ngột do ăn tôm cả vỏ và uống vitamin C cùng lúc. Tuy nhiên, đây là trường hợp hy hữu. Tốt nhất đối với trẻ nếu ăn tôm nên tránh cho trẻ ăn những thực phẩm giàu vitamin C khoảng sau 4 giờ. Không ăn tôm khi bị ho. Ăn tôm khi đang bị ho sẽ khiến bệnh càng nặng hơn bởi hệ hô hấp của những người đang bị ho rất dễ phản ứng với những vị tanh từ tôm, khiến cho tình trạng ho sẽ dai dẳng lâu khỏi. Trường hợp nếu bị ho do dị ứng, bạn nên kiêng tôm cho đến khi tình trạng ho chấm dứt, vì đôi khi hiện tượng ho có thể do hậu quả của dị ứng thực phẩm. Ăn mắt tôm không bổ mắt. Nhiều người cho rằng mắt tôm chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho mắt. Ngoài ra, nhiều người còn ví hai mắt tôm có tác dụng như hai viên Viagra cho đàn ông. Trên thực tế thì quan điểm này vẫn chưa được một nghiên cứu hay tổ chức y tế dinh dưỡng nào chứng nhận. Không những thế, theo các bác sĩ chuyên khoa, nếu bị đau mắt đỏ, ăn tôm vào sẽ làm tình trạng đau mắt đỏ trở nên trầm trọng hơn. Vỏ tôm không giàu canxi. Rất nhiều người cố gắng ăn phần vỏ tôm cứng vì nghĩ rằng chứa nhiều canxi. Tuy nhiên, trên thực tế thì phần thịt, càng và chân của tôm mới là bộ phận chứa nhiều canxi nhất. Vỏ tôm cứng ăn vào cũng không tiêu hóa được mà sẽ được đào thải ra bên ngoài. Phụ nữ sau khi sinh không kiêng tôm. Nhiều quan niệm cho rằng sản phụ sau khi sinh nên ăn tôm để co dạ con tốt hơn. Quan niệm khác lại cho rằng sản phụ sau khi sinh không nên ăn tôm vì ăn tôm sẽ gây lạnh bụng, đau bụng, thậm chí với sản phụ sinh mổ thì sẽ dẫn đến sẹo lồi. Tuy nhiên, thực tế không có nghiên cứu nào chứng tỏ ăn tôm sẽ làm cho vết sẹo sau mổ to hơn hay lồi lên mà phụ thuộc vào cơ địa của bạn. Lời khuyên của chuyên gia là tôm rất giàu dưỡng chất nên người mẹ ăn tôm sẽ cung cấp dinh dưỡng cho con qua sữa mẹ. Vì vậy, sản phụ sau sinh có thể ăn lượng tôm vừa phải và lưu ý phải chế biến kỹ. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin hay và mới đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem mỗi ngày nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.